Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chương trình hộ trì chánh pháp trân trọng kính chào liệt quý vị Kính thưa liệt quý vị Hôm nay chúng tôi xin nói lời tri ân với tất cả thứ chúng đã yểm trợ cho chương trình Ấn Tống Kinh của Diện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc trong thời gian vừa qua Kính thưa liệt quý vị trong cuộc đời tu tập của chúng tôi Rầy đây mai đó tích lũy kiến thức và kinh nghiệm được học hỏi và kế thừa từ các vị cao tăng thạc đức trong quá trình chất lập trên 30 năm. Chúng tôi đã nỗ lực trình bày kiến giải cũng như quá trình phiên dịch trở thành mười mấy tác phẩm mà trong thời gian vừa qua, quý Phật tử xa gần đã phát tâm yếm trợ cũng như tất cả chư tôn đức tăng ni đã thể hiện tinh thần bi mẫn tán tháng khích lệ chúng tôi đã hoàn thành một cái tác phẩm với nhiều công sức này. Kính thưa quý vị, một bộ tác phẩm này không phải riêng là công sức của chúng tôi mà nó được nó được hình thành bằng một trí tuệ tập thể và với nhiều sự đóng góp của các bậc thức giả cũng như các Phật tử cần mẫn ngày đêm. Đầu tiên chúng tôi kính thưa quý vị, chúng ta có tác phẩm đầu tiên này tức là tức là tác phẩm giải thích về kinh Địa Tạng mà chúng tôi đặt một cái tựa đề khác đó là kinh địa tạng Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Bộ kinh này chúng ta đừng xem nó là một bộ kinh, một bộ kinh mang cái tính của sự chết chóc tan ma mà chúng ta hãy xem đây là hiếu kinh. Cho nên chúng ta thường nói kinh địa tạng là bộ hiếu kinh mà tinh thần này Đức Thế Tôn đã lên tận cung trời đau lợi để thuyết pháp báo hiếu cho mẹ của mình. Ở đời chúng ta thấy rằng ở trong tinh thần của hiếu thảo chỉ nghĩa rằng là, là, phụng dưỡng cha mẹ và lo lắng đầy đủ chăm lo từ vật chất tới tinh thần là chúng ta đã hoàn thành hiếu thảo nhưng không ở trong Phật giáo không phải như vậy khi chúng ta chưa có thể đem cho cha mẹ chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử thì tất nhiên cha mẹ vẫn còn phải chết đời sinh kia mà chết đời sinh kia tất nhiên phải chịu những nỗi niềm thống khổ cho nên đức thế tôn của chúng ta ngày xưa Ngài đã viễn ly hoàng cung để mà thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, đem ánh sáng giác ngộ để mà cứu độ cho vua cha tịnh phạn và lên tận cung trời đau lợi để thuyết pháp báo hiếu cho mẹ. Những gì mà Đức Thế Tôn nói được tổ sư của chúng ta biên tập trở thành một bộ vi diệu pháp đồ số và bên cạnh đó tinh thần hiếu đế này, à, tinh thần đại hiếu này lại được diễn đạt với một bộ gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện và nội dung này chúng ta đã được đã được biên tập đã được hình thành và đã được luận giải một cách hàng lâm khoa học nó rất bổ ích cho những ai đã từng tụng niệm kinh địa tạng mà cần phải thấu hiểu nghĩa lý do vậy cho nên bản kinh này thưa quý vị đến hôm nay chúng ta đã phát hành tới gần năm ngàn bản rồi thưa quý vị đây là một điều mà chúng tôi rất là mừng rất là hân hoan bởi vì có nhiều phật tử xa gần có nhiều vị đã đã thấu hiểu được cái sự nghĩa lý thẩm thâm của kinh địa tạng mà các vị đã gì đã phổ biến đã truyền đọc cho nhau và đến với tại bộ đức phật quốc để mà thính bộ kinh này bộ kinh này chúng ta phát chúng ta phát hành không tại phải ở việt nam không mà cũng là ở tại tại mỹ này nữa tiếp theo thưa quý vị bộ kinh thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là gì đó là kinh đại bi kinh đại bi này là mật pháp từ cung điện quán âm bộ kinh này nếu chúng ta muốn tụng chú lên nghiêm xin lỗi tụng chú đại bi mà chúng ta không hiểu chúng ta không hiểu thì chúng ta không thể nào phát huy được cái tác dụng của nó thì kinh đại bi này giúp cho chúng ta thấy được diệu dụng mau nhiệm của thần chú đại bi và ai muốn đọc muốn ai muốn đọc thì chúng ta nên quan lâm vừa tại bờ đề phật quốc để chúng ta có được cái bản kinh này và khi chúng ta đọc được bản kinh này một lần thôi thì chúng ta sẽ ngồi xuống và trì chú đại bi một câu của các vị một biến chú đại bi sau khi đọc bản này nó có thể tạo ra công đức sắp trăm ngàn lần so với trước khi chúng ta đọc cho vậy cho nên chúng tôi mong mối rằng là chúng ta hãy nỗ lực hướng đến với nội dung của bản kinh này bổ ích trong cuộc sống của chúng ta biết chừng nào và đến hôm nay bản kinh này đã được đã được tái bản hai lần và nó đã in được ba ngàn bản thưa lực quý vị là tiếp theo nữa phép màu sám hối hồng danh nó có thể đoạn trừ tất cả những nghiệp chướng ngu hoạch của chúng ta ở trong nhiều đời nhiều kiếp và tăng trưởng phước báo vô thượng do vậy cho nên chúng ta hãy nương vào hồng danh của Phật mà chúng ta sám hối nghiệp chướng ba đời của mình nếu như để đạt đến cái pháp sám hối thanh tịnh, hiệu quả công đức vô sông thì chúng ta hãy cố gắng là hướng đến bản sám hối, phép màu sám hối hồng danh này để chúng ta tăng trưởng công đức cho mình. Bản này chúng tôi cũng đã phát hành 2.000 bản. Là tiếp theo Kinh Dược Sư. Đây là bổ nguyện của Đức Phật Dược Sư cứu độ cho những ai đau đớn bệnh tật, rất là màu nhiệm, rất thiêng liêng. Cho nên thưa quý vị, quốc sư Ngọc Lâm ở trong Phật giáo Trung Đại, Ngài cũng đã nói rằng đó, là khi chưa đọc rất nhiều kinh, đọc rất nhiều điển nhưng chưa đọc tới bộ dược sư này thì chưa có thể thấu hiểu được trọn vẹn lòng đại bi của Phật và do vậy mà cũng không thấu hiểu được nghĩa lý sâu xa ở trong kinh Phật nói. Cho nên quốc sư Ngật Lâm một đời tán tháng và ca ngợi bản này. Bản này chúng ta cũng đã phát hành đến nay là trên 2.000 bản rồi thưa lịch quý vị. Tiếp theo nữa, một bộ mà chúng ta thấy chúng tôi tâm đắc vô cùng đó là là Kinh Thú Lan Nghiêm bản kinh thú lăng nghiêm này á, thực ra nó là nguyên nghĩa từ tiếng phạn đi sang Việt Nam đến đời nhà Trần cũng đã phiên dịch sáng sang, sang uh, uh, ngôn ngữ Việt đó là chữ nôm nhưng mà thưa vị đang tiếc rằng là bản kinh này chúng tôi không tìm đã được sự lưu truyền của nó đền đền đảng chúng ta phải dựa vào ở trong hán tạng đó là đó là từ đại chánh tăng tu đại tạng kinh mà chúng tôi thì bằng cái vốn liếng ngôn ngữ đơn thuần của mình chúng tôi cố gắng giáo chính biên dịch trở lại với ngôn từ đơn thuần nhất dễ dàng nhất gần gũi nhất và do vậy mà nó cũng tạo ra nguồn cảm hứng sâu xa cho cho tăng ni cho phật tử và bản kinh là chúng tôi đặt tên là kinh thủ lăng nghiêm à, kinh thủ lăng nghiêm mà giới thiệu là phạn hán việt tất nhiên cái phần hạng này á không tìm ra cái bản gốc nó chỉ là mật chú của tiếng phạn mà thôi và để giải thích bản kinh này và chúng tôi thấy ở trong này nó gồm thâu tam tạng thánh giáo của như lai một bộ một quyển kinh lăng nghiêm này mà chúng ta có thể chia làm 10 tập nhỏ nhỏ và chúng tôi có thể khẳng định với phật tử rằng là chúng ta chúng ta chỉ cần nghiền ngẫm sáu quyển ở trong này thôi mà thấu hiểu cho tương tận thì trong con đường sanh tử trầm luân chúng ta cũng không còn lầm đường lạc lối nữa do vậy cho nên chúng tôi mong rằng chúng ta nhất định phải có bản kinh này ở trên tay và đến luận giải từng câu, từng chữ, từng lời mang tính hàng lâm khoa học và giúp cho quý Phật tử từ sơ cơ nhất cho đến những căn trí thâm hiểu Phật Pháp thì cũng đều có cái để mà đọc, có cái để mà, để mà học hỏi Thành ra chúng tôi xem như là một cái nguồn trí tuệ to lớn như biển cả đại dương. Do vậy mà chúng tôi đặt chữ là biển tuệ thủ lên nghiêm. Biển tuệ thủ lên nghiêm này chúng ta có 4 quyển. Quyển số 1, quyển thứ hai là là phân tích à, phân tích luận giải về sáu cái, cái cái tập nghĩa ở trong kinh thủ lăng nghiêm đặc biệt là quyển thứ ba nghĩa của mật chú chúng tôi chuyên về giải thích nghĩa của mật chú ở trong quyển số 3 này để chúng ta thường trì tụng năm đỡ lăng nghiêm chúng ta có cơ hội để thấm nhập một phần nào nghĩa và tất nhiên mật chú thì làm sao có thể thấm nhập được hết nhưng chúng ta vẫn có thể y cứ một phần nào đó để chúng ta chiêm nghiệm suy nghĩ và cuối cùng là biến tỏa thủ lăng nghiêm quyển số 4 chúng ta thấy bốn quyển này đều là quyển lượng giải nghĩa từ của nó rất là rõ ràng và ảnh tượng mà chúng tôi mô tả các màu sắc từ bốn quyển khác nhau thì nó cũng thể hiện ở trong đó hàm ý của chuyến tải Phật pháp và những cái quyển này thưa vị hiện tại chúng ta đã in hết thầy là trên trên ba bản trên ba bản và hiện bây giờ thì nó cũng chỉ còn có trên 500 bán mà thôi thưa được quý vị. Tất cả đều đã được cũng được thính hết rồi. Và tiếp theo nữa thưa vị, bán này là bán xuất sắc. Nó tuy đơn giản, gần gũi nhưng nó rất bổ ích trong cuộc sống của chúng ta. Đó gọi là cận tử nghiệp trung ấm và tái sanh. Ở trong nội dung này thì cũng có một số vị họ yêu thích và tự họ tự họ in, tự họ phát hành và theo chúng tôi thống kê, chúng tôi biết rằng bán này hiện bây giờ đã được in tới 25.000 bản và ở tại bồ đề phật quốc này cũng chỉ còn một ít thôi thưa liệu quý vị à, kính thưa đại chúng kính thưa liệu quý vị chúng tôi muốn nói tóm tắt nội dung này để cho chúng ta nhớ lại kinh điển mà chương trình hỗ trì chánh pháp với nội dung ấn Tâm kinh tại giường phật học bồ đề phật quốc chúng ta đã thực hiện và nó 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 đem đến lợi lạc nó đem đến những cái phước báo to lớn như vậy và hôm nay để thưa với quý vị rõ hơn ở trong việc này thì ngoài tại diện Phật học Bồ Đề Phật Quốc của chúng ta vào hôm hôm đà, cuối tháng 5 đầu tháng 6 chúng ta có phát hành những nội dung này một lần rồi và chúng tôi cũng đã giới thiệu với các vị một lần rồi Tuy nhiên hôm nay chúng tôi muốn nói lại một điều nữa đó là gần đây chúng tôi đành phải à, bây giờ nó thiếu quá và nhiều chỗ à, thính nhiều chỗ mong cầu có được một bản cho nên chúng tôi phải cho tái bản lại và vừa rồi, chúng tôi phải tái bản hết thấy bộ thủ lên nghiêm với cận thử nghiệp trung ấm và tái sinh. Mà tái bản tới 2.000, bộ như vậy, thưa quý vị. Nhưng đến đây đã đã hết sạch rồi. Và đây là những hình ảnh mà chúng tôi hôm nay xin nhờ giới thiệu với các vị đỡ cho các vị... các vị cùng vui với chúng tôi và các vị À, xem những tấm hình này như là một cái lòng tri ân mà chúng tôi đã làm và cũng muốn gửi đến với các vị những ai xa gần các Phật tử nào quan tâm tới chương trình yểm trợ cho chương trình ấn tống kinh của Diện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc để các vị có hình ảnh xem và nhìn thấy liễu tri tán thán công đức. Thưa lục quý vị, những hình ảnh đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó chính là hình ảnh của Tăng Ni ở tại tu viện Nguyên Thiều. Tại nơi này là nơi mà ngày xưa chúng tôi cũng đã bỏ thời gian 4 năm để học Phật Pháp nghiền ngẫm kinh tạng của Đức Như Lai. Và đây có thể là cái bước đầu tiên, là cái nôi học thuật đầu tiên, nó có ảnh hưởng rất nhiều ở trong luận giải Phật Pháp mà cuộc đời chúng tôi tu tập đến ngày hôm nay. Và chúng tôi cúng dường cho tại tu dưỡng nhân thiều này, nơi đây là có 250 bộ, thưa lực quý vị. Và hình ảnh có ba cái hình đầu tiên thôi, ba cái hình này là ba hình mà Tân ni những vị học tăng còn trẻ họ đang sinh hoạt họ đang học ở tại tu viện giới thiệu với hình ảnh đón nhận thật là trang nghiêm thật là dễ thương và chúng tôi nhìn những bức hình này chúng tôi rất là xúc động rõ ràng những ngày tháng mà chúng tôi cần khổ chất lập từng con chữ từng câu kinh từng lời kệ để hình thành những tác phẩm như thế này thì thật là 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 gian nan thật là vất vả nhưng hôm nay cái thành quả đạt được với cái sự đón nhận và chúng tôi hy vọng đây là một cái món quà pháp bảo mà tinh thần mà chúng tôi dâng cúng cho Phật, cho Pháp, cho Tinh và cũng là để đền ơn tất cả chén cơm, manh áo mà quý Phật tử xa gần đã nuôi dưỡng cho chúng tôi từ thời bé đến ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa chúng ta thấy có gần 50 tấm hình tiếp theo thì chúng ta thấy rằng học viện Phật giáo ở tại Sài Gòn là nơi hiện tại mà đông đảo tăng ni tập trung để học và họ có hết thể hiện tại là 1.150 vị và ở trong danh sách này thì chúng tôi chuyển một cái xe tải và chúng tôi rất là hoan hỷ khi thấy các vị tăng ni trẻ các vị học tăng đang ở nơi nội trú này họ đã đón nhận một chiếc xe, một một khối lượng kinh sách lớn như vậy vào ở trong trú xứ nội trú của Tân của ni và sau đó ở trong một cái dịp là có một cái buổi lễ thọ trai và và lúc bây giờ tăng ni các vị cũng đã tổ chức một cái buổi lễ trang nghiêm để dân cúng cho 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 chư tăng chư ni những vị học tăng những cái vị trẻ tuổi những vị mầm non của phật pháp và cũng là mạng mạch của phật pháp ở trong tương lai À, hy vọng ở trong đại chúng này biết đâu từ những bộ kinh mà chúng tôi dân tạng đó chúng tôi biếu tặng đó trở thành là một cái cái một cái cái nguồn diệu dược hoặc là một chút gì đó dưỡng chất để nuôi dưỡng cái tâm hồn thanh cao của các vị và tâm bồ đề của các vị và hy vọng nguồn pháp nhũ này tưới tẩm tâm hồn của các vị để hy vọng trong tương lai các vị tăng ni trẻ này biết đâu ở trong đó lại sáng sinh ra một bậc lông tưởng của Phật pháp và ở trong đó họ là những người sẽ cớ thừa là những người sẽ giữ gìn nền đà nền tảng đạo đức của Phật giáo nền tảng giáo pháp của Như Lai truyền trì cho cuộc đời. Kính thưa quý vị chúng ta thấy những hình ảnh to lớn đông đảo vô cùng và rất là trang nghiêm và như vậy thì thưa liệu quý vị ở trên phương diện này chúng ta hãy nhìn xem những gì mà chúng ta khổ công làm những gì mà chúng ta vung vén từng đồng từng cách những gì mà chúng ta hướng tới bộ Đề phật quốc rõ ràng chúng tôi không có dám chớn bản chút nào từng đồng từng cách của các vị chúng tôi nỗ lực và đến ngày hôm nay thì nó vẫn còn nó vẫn còn là một con số thiếu tiền chứ không phải là đã dồi dào đầy đủ chúng tôi phải xây sở cách này cách nọ để cho những lực ấn tống này nó được đầy đủ à, bởi vì thực sự mà nói chúng ta cúng dường pháp bảo của như lai là một loại cúng dường công đức rất là rất là lớn bởi vì nương tựa vào pháp bảo mà hữu tình có thể nhân đó tu tập học hỏi và giác ngộ thì ở trong đó cũng là một phần công đức của chúng ta tại sao chúng tôi tinh tấn làm điều này hôm nay xin bật mí cho các vị thấy một chút đó là chúng tôi rất rất khốn khổ ở trong đời sống tu học có thể nói rằng ở cánh cửa đến với trường học trong cuộc đời của chúng tôi luôn luôn là đóng kín, luôn luôn là khép chặt và gần như không có cái môi trường nào mà mở cửa ra để đón nhận chúng tôi để đến với trường học được, để học được một con chữ trong Phật pháp, chúng tôi phải trả giá rất nhiều thưa quý vị, trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, bằng chữ khổ cực của mình vô cùng. Và chúng tôi thường tâm niệm rằng có lẽ chúng ta bị thiếu phước và bản thân mình thiếu phước cho nên đó, mình sinh ra ở trong cuộc đời trí tuệ mình thì đần độn đi học thì chướng ngại trong gai và vào trong trường học lại thiếu thốn trăm bề từ kinh sách từ phương tiện học tập cho tới mỗi tiện nghi đều thiếu thốn và do vậy đó cũng là biết đâu cũng là gì là cái phước báo thiếu thốn của mình cho nên nó mới chiêu cảm một cái hoàn cảnh như vậy do vậy cho nên hôm nay chúng tôi nguyện cầu cái phước tối thắng ở trong tương lai cầu cái phước quả vô thượng của chư Phật mà do vậy chúng tôi mới nỗ lực biên soạn kinh sách theo cái trí tuệ phạm phu, theo cái trí tuệ hạn hẹp của mình để để chi để cống hiến để trao tặng cho cuộc đời và để dân cúng trước là mười phương chư Phật tam bảo thánh hiền và sau là đỡ trợ duyên cho anh em quân đệ những ai hữu duyên với tất cả sự kiến giải của chúng tôi thì có thể nhân đó mà phát sinh thánh trí làm những cái việc bổ ích cho cuộc đời đó là cứu khổ độ sanh thì biết đâu đó cũng là công đức mà chúng tôi sẽ có được ở trong tương lai. Do vậy cho nên hôm nay chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta xa gần hãy liễu ngộ cho chương trình này, hãy hiểu cho ý nghĩa của chương trình này. Nếu chúng ta không có điều kiện tu tập, chúng ta tạo duyên cho người tu tập cũng là phước báo cho chúng ta. Chúng ta muốn có trí tuệ Phật Pháp mà chúng ta không có nhớ được kinh điển, chúng ta không có được trí tuệ Phật Pháp nhiều, thì việc ấn tống kinh sách này lại là nguồn là nguồn phước báo mà đỡ chúng ta có được trí tuệ ở trong tương lai. Gieo nhân thì tất nhiên sẽ có cái phước quả. Chúng ta gieo nhân và bố thí cúng dường chúng ta được cái phước hữu lậu. Còn chúng ta gieo nhân ấn tâm kinh tạng thì chúng ta lại có trí tuệ siêu việt. Mà rõ ràng phước báo hữu lậu che chở chúng ta trong con đường trầm luân sáng tử. Còn phước báo trí tuệ siêu việt thì giúp chúng ta liễu ngộ được chân lý Phật Đà. Như vậy thì phước và trí nhị nghiêm thanh tịnh cho nên có thể giúp chúng ta đến với cảnh giới giác ngộ, cảnh giới an lành và chúng ta chấm dứt khổ đau từ đây. Hôm nay chúng tôi xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho đến hết thảy chúng sanh trong pháp giới, tất cả đều đều trọn thành Phật đạo và nguyện đem công đức này tạo ra được một phần nào ở trong mùa Vu Lan báo hiếu, nguyện đem hồi hướng cho hết thảy chúng sanh ở trong ba đời mười phương và cứu quyền thất tổ ở trong bảy đời quá vãng đều được đều được siêu thanh về miền tịnh độ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật một lần nữa chúng tôi thành tâm tri ân và, và 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 gọi là niềm ân sâu sắc những gì mà quý vị đã yếm trợ cho chương trình này và tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục tái bản nhiều lần nữa để cho những giá trị này nó được lan tỏa lan tỏa mãi và như vậy nó tạo ra sống hải triều âm mà Đức Phật đã trang trải giáo pháp cho cuộc đời và đến hôm nay chúng ta góp phần giữ gìn đây chính là điều công đức vô thượng rất cảm ơn các vị đã lắng nghe chương trình và xin các vị nhận cho chúng tôi một lời tri ân sâu sắc Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát